Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, chúng tôi thành kính đọc lại sấm giảng người đời của ông sư Giải Bán Phai. Đây là băng thứ tư. Nam mô A Di Đà Phật. Coi trần ít kẻ hiền nghi lương, cho nên lộn lạo âm dương như vậy mà. Có tu Phật độ an hoàng, lung lăng ma quỷ khảo tra liền liền, làm cho túng của hao tiền tăng gia bài sáng khi nào yên thân mình, khiến cho anh em lộn lạo sanh linh như nào hoàng. Tôn heo tôn vịt đi tôn gà, hết của trong nhà mắc nợ người ta. Nói thời thiên hạ ghét kỳ ta, vì tình đồ đệ trao ra một bài. Cấm thương trần hạ gái trai, ra bài giáo uy thiện hết tay như nàng sầu. Bây giờ còn dấu chi đây, từ đây riết tới không lâu mà chờ. Binh dần nhiều chỗ bơ vơ, qua năm đinh mạo như tơ rối cuồng. Năm mèo tháng mèo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lụy tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ồ ê, trung ương rồng lộn ê hề thay ở thay. Mèo kêu riết tới ơi sâu bi, tới gà về ổ dân thì bình bình an. Thương thay đồ đệ ngồi ngồi, mang lời thế sự không nguôi tâm mi lòng. Gắn cho hết đục tới trong, thương thay đồ đệ hết chữ lòng. Chẳng hi buông lửa đồng mà đúc lấy chuông, lửa người hiền đức khi mà thương lâu dài. Quê lưu kỳ ta một bài, diện bán châu quận hậu lai phán tường. Dân dài lời nói thầm thương, muốn thời hãy đọc không thời đừng nghe. Giảng kinh không phải thơ vàng,
đặc đặng không nghe lại cười. Giảng kinh có tiếng không người, chừng có chính mời không phải mình tôi. Huệ lưu bút kê ký ta rồi, đặng cho thiên hạ dấu rối để đời. Nam mô Tam Giáo Công Đồng, chứng minh độ người dương thế. Nam mô Tam Giáo Công Đồng, chứng minh độ người dương thế. Nam mô Tam Giáo Công Đồng, chứng minh độ người dương thế. Kính thưa quý vị, tiếp theo là cuốn thứ 11. Nam mô A Di Đà Phật. Tam quân nay sắp hết đi rồi, Phật ký trời hội nghị lập đời thường quân, truyền ra khắp hết thế gian, thành tâm niệm Phật khỏi cơn hiểm nghèo. Hạ quân nay thề như bèo, nay còn mãi mất tư hiểm nghèo thôn vốn. Lớp thì tật bình nữ gầy mòn, lớp đi thề báo lục kỳ nhân dân khung nghi nàng. Lớp đau lớp chết đi nhộn nhàng, lớp thì ban trái bốn mươi mùa nào ăn. Lớp thời sưu thuế đã đoan, lớp kia lớp nọ vô nghi nàng, biết kỳ bao. Lớp thời tào quỷ lâu sau, xuôi mưu làm loạn ngài dân muôn ngàn. Giả hình giả dáng đào tàn, ai ham quê nguyệt kỳ thì mang lấy sầu. Hôn hào chẳng có khỏi đâu, trời đã mở cửa thả bầu yêu tinh. Thấy đời trần hạ bất cứ bình, chửi rủa chẳng kể thần linh như chút cứ nào. Chửi cha mắng mẹ bào hao, khi chê trời Phật khi hùng hào lắm thay. Tượng hình tượng cốt đi bằng cây, đặt tên kiêu ngạo khổ thai bơi trần. Phật ký trời đau mắt ghê tội trần, cho nên cõi thế hành thân nghi làm vậy. Ngọc hoàng trên chính từng mây, Phật trời ngự chốn phương Tây lôi đài. Thánh thần có thiếu nào
nên trần hạ réo kêu hoài hoài. Đại càng nào phải tay sai, cho nên trần hạ réo mà dịch đi ôm. Ngũ hành sơn động chúa ôm, cùng không chọc ghẹo dưới miền trần gian. Thất nương ơi, bài phẩm mi rõ ràng, dầu cho cửu phẩm mi thời là cửu cung, cũng không thiếu nợ dưới trần. Cho nên kêu reo chuyện gian non bồng, quan công châu tướng hai ông nợ trần đã hết chi réo kêu làm gì. Hưng binh tài lý bốn người tham gian của thế vậy mà mong nghi chi. Cho nên dương thế réo kêu lòng dương ngủ dậy cướp chi của trần. Cho nên kêu réo gian rân thủy long hà ba không dành ruộng trâu. Trần gian kêu réo nhức đầu, linh thần thối gió phá nào nhà ai. Cho nên kêu réo hoài hoài, năm non bãi núi cũng không thua bài. Cho nên trần hạ kêu hoài, réo kêu thì mắt đi qua tay liền liền. Tôi đây vốn thiệt là điên, Phật trời cho dài dưới miền trần gian. Đêm nằm giấc ngủ nào ăn, thường trong lễ thứ mắt đi đàn yêu ma. Phải chi thiên hạ như ta, thành tâm niệm Phật Di Đà Thích Đi Ca. Tôi khùng nói chuyện Di Đàn, người khôn thì reo các ông các tư bàn. Chửi rủa reo hết gần xa, ông kia bà nó đủ mà ba cung. Phật cái trời thần thánh đâu dung, mấy đứa hung ác đi còn dung nghi nổi gì. Người nào niệm Phật từ bi, thần lành theo dữ sợ gì mang tay. Lung lăng hung ác kỳ ý tài, thời có thần dữ theo hoài hai bên. Khuyên trong thiên hạ gần xa, phải suy phải xét kỳ trẻ già chơi
nhưng lại mắt kỳ còi âm luân hồi. Tu hành sao sẽ sang vào tiền căn nhân quả diệu màu không ngờ. Thứ nhất lấy vợ người ta, thứ nhì ác đức khi sanh ra thúi cầm, thứ ba trâu chỗ làm ăn, thứ tư có chữa phá thai vậy mà. Sanh rồi thác xuống diêm la, xa vào hắc ám đi khảo tra khổ hình. Thứ năm chẳng kể diêm đi định, thứ sáu khi về Phật thần thanh tiên, thứ bảy chê trong cửu quyền, thứ tám hiếp đáp đi người hiền mồ côi. Cho nên mất đi đọa luân hồi, cùng căn mạc kiếp đi mạc đời chung thân. Thứ chín chửi do mặn giông, đánh đài chửi tớ đắng cay muôn phần. Tuy là nói ở tớ đài, thiên sanh nhàn số phải xây luân hồi. Ai ai cùng số ở trời, tiền căn báo hậu vậy thời bơ dân. Lung lăng thời khó muôn phần, nói cho ba tánh dưới trần luận suy. Thứ mười đừng có khinh khi, khó nghèo tàn tật với người cùi đuôi. Thấy ai đôi khó cúc côi, sang giàu hiếp đáp vô hồi chẳng đừng khoe đấng cột đi cao y rường bạc muôn lúc vừa chẳng thương dân nghèo. Ngồi trên đỉnh núi treo leo thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông, sớm dậy một hội rất đông, cuồng phong thổi tới gầm trống còn gì. Mèo kêu nghe tiếng ai bi, quân thần phụ tử xiết chi ưu phiền. Rồng bay sao xuyến nào yên, răng bò giáp giới đào điên dương trần. Chừng nào có ngựa có lân, có quỳ có phụng có quân có thần. Năm năm sáu tháng long đông, nhân dân thiên hạ mất cứ vòng gian nan.
thời chồng chết đi reo vang ôm sòm. Con nít kêu mẹ reo vang, ông bà khóc cháu thiệt là thiết kỳ tháng. Ông bà tôi tất cứ đã già, cháu con thơ ấu sớm đi dời diêm la. Thiếu niên ơi bà kia ác vậy mà, cho nên dần xuống nghi diêm la hành hình. Dương trần chẳng kể thiên đình, lượng thần tư mạng tấu trình thường thiên. Ngọc hoàng sai các thần tiên ưng cơ răng dài khắp miền trần gian, xin người dương thế đừng ngang. Dương trần ai cũng ở trong lưới trời, ráng mà tu niệm mới đời. Trên thiên dưới địa bốn bên chư thần, tu cầu chư thánh đi hộ cùng. Nghinh ngang chẳng kể Phật trời đâu dung, xem đời thấy việc rất khung. Bốn phương tám hướng chính đi từng nổ ra, mười phương ngã quỷ yêu ma áp vào giết hại người ta dương trần. Trong chiên hò hét gian rưng, hết tiền hết của hết thân nghi của trần. Như ai sớm biết tri ân cần, tu thân tích đức đi mười phần thành thơi. Tôi nay dâng lệnh Phật trời rao cho thiên hạ dưới đời đặng hay. Cuộc đời các việc kỳ tó bài, giữ lành đâu có nào sai đâu là. Tự lòng trai gái trẻ già, tu hành tai nạn lắm xa nào gần. Hiểu cha trung chúa sự thân, bất trung bất thiếu y thề thân y chẳng toàn. Trai tham dâm dục nào an, gái không tiếc hành lắng loạn tại tôi. Ở chỗ vẹn vẻ vậy thời, trai giữ trung hiếu gái dình tiếc trinh. Không tu cũng thấu thiên đình, tu mà lan trả Phật kỳ trời đâu dung. Thánh thần ghét kẻ bất trung, ghét đứa thất tiết kỳ ghét
loài thất tri phu, ghét đứa dối thế rằng tu, ghét lũ làm biến nghi cao đầu ẩn nghi thân. Dối gian quyên tời của người, đem về ăn uống vui cười nghinh ngang. Nó nói lên cốt ngọc hoàng, cốt ông Phật tổ, cốt bà Quan Âm, cốt ông Hộ Pháp Di Đà, cốt ông Di Lặc, cốt bà Tây Dương. Chuẩn đại đĩa tạng thập dương, quê quang ti đế thiên dương bốn mươi dì. Lên cốt phục hy thần nông, mười tám lãng lại ông văn thù. Già Lam Quan Đế thanh quân, với hàng Phật tử vậy mà biết bao. Lên cốt bát tiên ngũ hành, lên cốt bái bà cứu phẩm thất nương. Tôi thấy chi xiết cứ nào nùng, Phật ký trời tiên thánh đi thiếu trần bao nhiêu. Cho nên dối thế hành hình, cây sao gốc mít kéo vào đặt ký tên. Phật ký trời hữu ánh đi vô hình, thánh đi thần cũng vậy mới là quái linh. Trời sanh khắp cả thế gian, sanh nhân sanh vật kia sanh rài có cây. Quá sanh khắp hết đông tây, núi non sông biển đi chỗ này chỗ kia. Lại sanh tam giáo tam quân, lại sanh ba cõi rõ ràng nào sai. Nhất là cõi thượng thiên thai, nhì là trung giai cõi trần dương gian. Ba là thập dương ngũ vị quảng y hàng âm nhân. Diêm dương ơi, có kiến nguyệt đài, người phàm mắt thịt tối tâm đi nào tường. Sao dám vui thế ngạo đời, lên cốt Phật trời tội đáng hay chưa? Cao đầu dối thế nào vườn, vào ở nhà chùa gạt kỳ chúng nuôi thân. Hơi nào mà nói chuyện trần, cúi đầu lại Phật kỳ lại thần lại tiên. Lại trong thức tổ cửu
thập điện Long Dương, cầu cho cha mẹ cứu quyền Tổ Tông, cầu cho thánh Chúa Cửu Trùng, cầu cho trai gái trùng trùng tu thân, cầu cho bá tánh còn đông, cầu trai trung hiếu hết lòng thiện lương, cầu cho gái giữ tiết đi tranh, cầu cho thiên hạ bốn phương thiện từ. Khuyên trong lục quốc gia nhu, vàng dân ba tánh đi ráng tu mà nhờ. Đời này như cá chạy lờn, trên trời dưới đất kỳ bốn phương luân hồi, tu cầu trời Phật kỳ thánh ni thần, mở ra trống trải vô hồi thanh thơi. Dương gian ai chống nỗi trời, cho nên hung dữ nhiều lời khi chê. Luân hồi xem thấy nào ghê, làm trâu làm chó nhiều bề thiết kỳ thang, làm tôi làm mọi vậy mà sanh ra trâu ngựa tội ta đền bồi. Tôi thấy thật rất thương ôi, hội đồng tráng thấy thôi hài hùng. Ác nhân ơi sự án quyết cứ bồn, chẳng ngay chẳng thảo đâm ra nấu dầu. Sát nhân chặt khúc phân thay, giang dâm hàm hiếp đi sự nai lăng trì. Bội phu gái chẳng nghi kể chồng, a tề hắc ám mi còn trong mi nổi gì. Chưa quan mà giết hài nhi, xử tội vậy thì bãi sáng nghi tàn gian. Làm con cái mẹ cái cha, bội sư phạm chúa nghịch mà để kiếm đau đâm xẻ nó cứ mình, khi về thiền đình mất tội lỗi ao. Chê trong tinh tú ngũ hành, mất hàng ngũ vị ai xin đi đằng nào. Tôi đã nguyện giữa Phật trời, cứu kẻ tu niệm cứu người hiền lương, nói cho trai gái đặng tường. Tội hành ghê gớm mọi đường nhòm ghê, thôi chớ có nói dông dài
Phật trời chẳng gì những người tà gian. Nam mô Tam Giáo Bảo Toàn, Tam Quân Tam Phẩm Tam Quan Thánh Ni Thần, độ người trung giới đức nhân, cúi đầu bái tạ Phật Thần lùi chân. Ta từ thanh tự tôn sư, tôi xin trở lại thảo lư viện hành. Thầy ngồi trên đành mây xanh, tôi xin đạp sỏi dài sành giáo dân. Cúi xin ba tánh đồng tâm, cầu cho ba tánh dưới trần hiền lương, cầu cho ba tánh bốn phương vô tai tịnh sự an khương thái bình. Tôi đâu có nể nhọc nhằn, cầu cho ai nấy giữ gìn lời răn. Thân tôi tuyệt tự nhất thân, vô hậu kế đại có bằng ai ở đâu. Quê càng sâu mật ký mài bút ký quần châu chơi phiền, đọc coi đâu có tốn tiền, cố tích đi lưu truyền chẳng phải truyền kim. Bấy lâu phong cảnh giang bây giờ tới hội lưu truyền gần xa, Huệ Lưu lục tự trao ra cầu cho thiên hạ trẻ già tu thân. Nam mô Tam Giáo chứng minh độ người thiện nghiệp, Nam mô Tam Giáo chứng minh độ người thiện nghiệp, Nam mô Tam Giáo chứng minh độ người thiện nghiệp, Nam mô A Di Đà Phật, 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 Phật.